Chiều qua, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ bàn giao và tiếp nhận học sinh khuyết tật từ Trung tâm Nghiên cứu Thúc đẩy Văn hóa Điếc thuộc Trường Đại học Đồng Nai về Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh. Theo đó, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh tiếp nhận 32 em đang theo học lớp 1 đến lớp 9 từ Trung tâm Nghiên cứu Thúc đẩy Văn hóa Điếc thuộc Trường Đại học Đồng Nai. Như vậy, đến nay, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh có tổng số 204 em học sinh, trong đó có 85 em học sinh nội trú và 119 em học sinh ngoại trú. Phát biểu tại lễ tiếp nhận, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đề nghị Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh rà soát các thủ tục cần thiết, đồng thời đề xuất bổ sung tài chính, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhằm đảm bảo điều kiện phục vụ nhu cầu học tập của các em. Lãnh đạo sở cũng hy vọng các em qua môi trường mới cố gắng phấn đấu học tập, trở thành người có ích cho xã hội. Dịp này các em học sinh cũng đã nhận được các phần quà thiết thực do Mạnh Thường Quân tài trợ.